Rồi, hello anh em. Hiện tại thì mình đang ở xã Ân Hiệp của Châu Thành, Đồng Tháp nha anh em. Hôm nay có đến chỗ nhà của anh Nhàn. Anh có một cây mai khá là lớn anh em ơi. Cây mai cổ nha. Lâu lắm rồi không có cây mai lớn vậy nè. Cực kỳ đẹp luôn. Ở đây do cái không gian, cái khu vườn ảnh nó hơi chật nè. Hôm nay quay, mình quay, cố gắng quay từ từ, không có lấy khoảng cách xa được nha. Để cho anh em tham quan cho nó dễ cây này. Hôm nay có một cây mà cây này chiều cao nó tầm khoảng 6 mét trở lên nha nè. Tàn thiên nhiên, nguyên thủy. Còn tán ngang tầm khoảng 8 mét. Đây, bộ tán khá là lớn nha. Nói chung nó tròn bốn mặt hết. Cây này ảnh thuần rồi, thuần lâu năm rồi nè. Cây rất là sung nha. Hoàn toàn tự nhiên hết, chưa qua chỉnh sửa hay cắt gì hết nha. Tán tròn lắm. Cây này nó có mặt bông sẵn trên luôn. Để lại quay bông cho anh em xem. Cây này bông 5 đến 9 anh em ơi. Có cái bông gió nè. Cánh lớn nha. Mai cổ mà được mặt bông vậy là quá ok. Để anh em coi nè. Bông gió nó dày này nha. Chùm chùm vậy nè. Rồi đây mặt tàn phía đây, ở ngoài vô cho nè. Cây cũng hơi lớn lớn tiền, chắc anh em đến trực tiếp vườn đó xem cái cây cho thấy rõ hơn nha. Bộ tán cực kỳ luôn. Tới xem là thích liền em ơi. Siêu phẩm. Anh em có thể liên hệ với kết bạn với anh Nhàn đó. Số điện thoại ngay Phật tiêu đề để anh gửi mặt bông vào cho anh em xem. Rồi dẫn quý anh em vô tham quan cái thân gốc nó bên trong. Cây này mai nu vậy nè, nó xù xù toàn thân luôn, một cốt đi lên thiên nhiên. Cây này cả trăm năm rồi anh em ơi, quá trời dàn xương. Mấy cái nách là bể xù hết nha, còn mấy cái cành nó tầm khoảng 40-50 hoành không à, rất là to, đóng đều hết nha, vuốt cây ngọn luôn. Ở đây mình đến có mồi bộ đế lên nè. Nè, nguyên một khối đặc bao khủng luôn. Cái này mặt trên nhẹ nhẹ nha, bên dưới còn nữa nha. Đây em nhờ anh đo cái hoành thứ bản cho anh. Cái này sẽ đo nhiều thông số nha nè. Rồi hoành nhiêu anh? Trăm mấy. Rồi, để em coi. Rồi 105 nha nè. Rồi mình đo ship trên xíu anh. Bán chất cây nha em ơi. Cây lớn tiền đến mình xem cây đi. Bên ngoài mình đo lại bình thường nha. Rồi 96 nha. Trên cao xíu nữa anh. Sát nách luôn. Đúng rồi. Rồi ở trên cao nó là 112 nha nè. Gồm đo cái cành phía đó coi anh, bao nhiêu anh. Nó làm như cái bàn tay Phật vậy nè. Nó xè ra đúng 5 ngón luôn. Rất là lớn. Bao nhiêu anh? Rồi 66 nha nè. 66 tay cành nhất nha. Rồi cái đó nhiêu anh? Còn ở ngoài cái cùi cạnh ngoài là 33 nha nè. Như lực sĩ vậy. Rồi phía bên đây thì 46 nha. Rồi ok nè. Rồi cái đầu ngoài thì 30 nha. Cây này nó xù nè, quay đến xù cho anh em xem nè. Đây. Xù chảy xuống nha, từ gốc tới ngọn luôn. Đặc biệt cây này thì nó liền lạc nha, không có thẻo gì hết nha, xung đột hả. Cây này còn lớn nữa nha,
thân nó u nần nè, lên là như cục cục nó bú vậy nè. Này anh em có cái biệt thự rồi để cho cửa là hết thuốc. Đấy đây. Cái này chuẩn là hơn trăm nha nè, hơn trăm quành. Tàn thì nó bung tròn hết, đế thì nói chung là mặt này mặt đó nè. Đều hết. Rồi, nhận xương phía đây quay cho anh em xem. Cái này là hoàn toàn tự nhiên nè, chưa qua chỉnh sửa nha. Xương tàn lên múi lượng mai cổ. Cây này thuần rồi, nói chung sức khỏe là quá ok rồi anh em ơi. Quá trời cái bệ nè, cứ đó làm như cái bàn tay vậy nha. Rồi mặt bên đây cho anh em xem cái hình xương. Do tàn lớn quá nó gặm đó nè, nó phút ánh sáng xíu nha. Đến vườn xem sẽ gõ cây hơn em ạ. Còn hoành nhiều khi nhà vườn người ta xưa giờ người ta không mua quán nè, người ta đo nhiều khi nó không chính xác, không đo nhiều thông số. Còn anh em mình thiện chí mua đó, có thể mình đến trực tiếp vườn đó, mình đo lại bình thường như nè. Ở đây người ta bán cái chất cây, nói chung tiền nào của nấy nha. Vụ đo hoành này mấy anh em dày quá, mình mua cây lớn tiền là mình đến trực tiếp vườn mình xem sẽ rõ hơn nha nè, chứ không có mua trâu vẽ bóng được nè mà. Anh em cứ alo anh Nhàn nghe, xuống thoại cái phần tiêu đề đó, anh chỉ được cho anh em đến vườn xem cây bên ngoài. Rồi cái mặt tàn phía bên ngoài qua vô nha nè. Đây, cực kỳ cây mai luôn. Này để sân rộng đó là vô đối thủ luôn em ơi. Lên bồng cao quá. Anh em ở công ty anh em để vô là nhức găng luôn. Rồi cây này anh em nào thiện chí có thể liên hệ trực tiếp với anh Nhàn luôn nha nè. Để anh cho cái mức giá để anh em chốt nha nè. Mạnh dạng alo nha. Nói chung cây là tiền nào của nấy nha nè. Rồi số điện thoại anh Nhàn nghe phần tiêu đề nha nè. Alo để có giá tốt, chốt cây này.